Bò lửa. Bò lửa phụ 1. Bò lửa phụ 1. Rồi lửa phụ 1 đời hái đây, đời 203. Đời 203, 05 tháng 7 năm 203. Rồi lửa bên trong nè, còn khá đẹp. Khá sáng. Nó khá đẹp khá sáng bên ngoài nè, hình thức đẹp. Còn vàng khè luôn. Rồi cuộn lửa nè. Cuộn lửa đây hình ngôi sao ba cánh luôn. Hình ngôi sao ba cánh nó như hình nè, dây cột còn khá ok. Rồi A6 nè, không lỗi lầm gì luôn. Nó không lỗi lầm luôn. Rồi dễ đề nè, dễ đề zin. Dễ đề zin. Rồi dễ đề zin. Rồi ổ đề thì ổ đề lô. Ổ đề lô, ổ đề phun mộc là lô. Rồi như hình, bán giá rẻ xài chơi luôn, ốc tán thì đủ gắn là chạy thôi. Rồi cực kích đẹp, cửa đẹp nè, không bị không mớ không mẻ. Rồi bộ ba lông lửa này cho anh em phun mộng luôn. Rồi như hình 800 một ship luôn anh em ơi, 800 một ship nha anh em. Rồi xin chào anh em. Rồi nay mình lên một số ít độ anh em ơi. Rồi không làm anh em đợi lâu, vô trực tiếp nhanh lẹ luôn cho anh em luôn. Rồi cái gác chân nhôm. Gác chân nhôm quay A. Đó, cao su thay rồi, còn ngon lại cả đạo luôn, cứng khự luôn, không xệ luôn. Gắn là chạy thôi. Chân quay A. Vì gắn xe Trung Quốc rồi hết bài luôn. Rồi 150 bao ship nha anh em ơi. Cắt chân quay A nha anh em ơi, bao thẳng nha, không có làm gì luôn. Nó 150 bao ship. Rồi cái chân số 2, cắt chân phu 1. Nó KAV luôn nè, giống như quay Thái 110 luôn. Rồi như hình nè, còn ngay thẳng luôn. Cao su zin luôn anh em ơi, hai cái đế zin nha anh em. Hai cái này zin nha, hai lỗ zin. Rồi cao su hoài thì nó lâu ngày nó bị mò teo rồi, anh em về thay cao su mới hoặc là anh em về chim lông rộng vô đây. Nó như hình, lỗ như hình, có rộng nhẹ như hình. Rồi bán rẻ anh em về gắn xe cỏ chạy nha anh em ơi. Về gắn xe cỏ chạy nha. Lấy hai cục su này có đủ tiền nè, hai cái lỗi nè. Đủ tiền rồi. Nó lỗi zin. Rồi như hình. Về anh em về thì chi đông đợi hoặc là làm gì làm. Nó như hình. Rồi 150 bao ship luôn nha anh em ơi. 150 bao ship nha. Bát bọng nguyên si luôn nè. Rồi 150 bao ship. Rồi các chân số 3, các chân rim lùng Thái. Nó như hình. Đầy đủ như hình, còn ngang thẳng luôn. Đây hơi cong nhẹ xíu anh em về bẻ rồi, đầy đẩy đang xíu. Nó như hình nè, hơi bao giờ anh em về gõ ra xíu. Rồi còn ngay thẳng luôn, còn cứng khừ luôn. Đó, cao su zin luôn nè, đế zin luôn nè, lõi zin luôn. Nó còn cứng khừ luôn. Rồi như hình, 150 bao ship luôn anh em ơi. 150 bao ship luôn nha anh em. Một mã còn nè, mất rồi. Rồi cặp niên tàu. Niên này ship be nè, niên ship be nè, 1.6 nè. 1.6. Đây là 1.6 em ơi. Nó niền nha, chân dồi nè, đẹp luôn. Này anh về chà rửa ra. Rồi bên trong nè, như mới luôn, mới thay mình ơi, mới thay. Rồi bên trong khá đẹp luôn. Rồi 1.6. Rồi cái trước luôn 1.4. Rồi niền gì đây? Niền KTL, niền cũng tốt nè, niền này tốt nè, hàng là 1 nè. Đó KTL. Rồi này là 1.4. Đó, gắn vô gắn xe cỏ chạy. Rồi bên trong nè, khá đẹp luôn, không một lỗng luôn. Rồi cặp bánh cặp niền lô bán anh em rẻ thôi. 250 bao ship anh ơi. 250 bao ship nha anh em. Được cặp niền tàu, được cặp niền tàu chạy. Rồi 250 bao ship. Rồi hạ giá luôn. Này để mình đâu 200 bao ship luôn. Chưa lớn anh em luôn, 200 bao ship. Rồi chẳng ba liêm lùng Thái. Rồi chén trên đẹp, len can. Rồi chén dưới đẹp luôn, không lỏng chén luôn. Cứng khừ luôn, ngay thẳng luôn, ốc tán đầy đủ như hình. Rồi bao thẳng bao con tay luôn. Ốc tán nhẹ nhàng. Ốc tán nhẹ nhàng. Rồi bán em lẻ cái này luôn. Liên chắn ba đi lùng Thái, 200 bao ship. Nó đây hạ giá, sắc giá anh em luôn. Rồi chắn ba phụ 1, giá tàu giá xác, chén trên có bông. Vì gắn xe cỏ Trung Quốc chạy. Rồi chén dưới thơi lỏng xíu, có sao vậy. Rồi 100.000 bao ship thôi. Đó cái chắn ba phụ 1, 100.000 bao ship, bao ba thẳng, chỉ có lỗi nhẹ nhìn lột lỗi báo nhà liên hình đầy đủ. Rồi vô đạp rim lùng 99. Đi lùng 99. Rồi 9 này là 9K. Rồi ốc tán số 8. Răng cổ ok. Như hình. Rồi vô đạp con số như hình luôn nè. Đây hơi đen đen xíu nè, còn lại là khá đẹp. Rồi con số đi lùng 99 luôn, giống như Super vậy đó. Này, giống như Super vậy luôn. Ra gió như hình. Rồi còn xanh chành thanh lét luôn. Rồi cặp này bán em vẫn gắn xe cỏ chạy luôn. Rồi 300 bao ship. Nó như hình. 300 bao ship chứ ơi. 300 bao ship nha anh em. Rồi cái bô phu 1. Đời 204, bô cọp, bô ken. Đó đời 204. Rồi bên trong nè, không một lủng luôn, quá đẹp luôn. Bên dưới nè, không một chỗ nứt gì lóng gì luôn, dấu lủng gì luôn. Quá đẹp quá ken. Thường bên dưới này nó xét nó lủng này không nguyên si luôn. Đít bọng đẹp luôn nè. Đít bọng ken luôn, bao tiếng zin. Đó như hình, cổ đây, cổ thì thay khúc tới đây rồi. Dĩ bô còn.
Rồi dĩ bô còn. Rồi như hình còn khá ken. Mặt tiền khá đẹp, không móp méo gì luôn. Rồi ở đây thì hơi cấn cấn nhẹ xíu thôi. Rồi bên dưới cũng khá đẹp luôn. Rồi cái bô này khá ken, bao tiếng zin, đợt 24 zin theo xe luôn. Đó, 600 bao ship cho năng bô ơi, 600 bao ship cái bô ơi. 600 bao ship nha. Còn mặt tiền khá đẹp, bô zin. Zin theo xe. Rồi bán cho anh gấp quay hết luôn. Quay hết. Trời chưa rửa luôn nè. Bao không một lủng. Nó chưa rửa luôn. Bao không một lủng còn khá ken, chưa rửa luôn nè để cho bán luôn. Rồi mặt trên dưới là bao đẹp, mặt tiền cũng khá đẹp luôn. Rồi gấp quay hết, gấp gắn được cho quay A, quay hết trời hết. Gắn được cho này các anh này gắn cho neo được nè. Phu cho neo được ngon lành cái nào luôn á. Phu cho neo cốt xám nè, phu cho ít đang gắn được luôn. Rồi như hình. Rồi gấp này 250 bao ship anh em ơi, gấp zin tao xe nha anh em. 250 bao ship. Rồi gấp phụ một, zin theo xe luôn. Rồi 2 lấy máy đây, rồi 2 lấy 4 luôn nè. Chung cái bô nãy nè. Rồi bô bọng tem bọng đẹp. Tem bọng còn khá đẹp. Nó khá đẹp. Rồi mặt trên. Mặt trên len ken luôn, hàng zin xe vậy là quá ken rồi. Nó vậy là quá ken rồi. Vậy là quá ken rồi. Mặt dưới luôn nè, cực kỳ đẹp luôn. Không lỗi lầm gì luôn. Nó bao VIP luôn. Này bát nè, cái bát này là bát triệu nè, bát triệu bát đùm nè. Xanh lè lét luôn anh em ơi. Đó như hình nha anh em. Rồi bán cái gấp như hình này. Nó còn khá đẹp, quá đẹp luôn. Rồi 400 bao ship anh em luôn, 400 bao ship. Rồi tai dây heo. Tai thì nó đây có lỏng nhẹ. Đó như hình, thường anh em gắn cái kiến bên trái thôi. Đó cái bên phải thì cái bên phải ít gắn. Tai thắng zin nè, còn ngay thẳng luôn nè. Heo bọng tai zin hết luôn anh em ơi. Ốc tán zin hết nha anh em. Rồi đây nè, trên đây nè không có bị tróc sơn luôn. Đó, không bị tróc sơn luôn. Quá đẹp luôn, ốc tán đẹp luôn. Như hình, hàng zin xe, này đời máy đời 2D4. Nó đời 2D4 luôn. Đời 2D4 luôn anh em ơi, chung bộ 2D4 luôn. Rồi dây cổ khá luôn nè. Rồi heo. Heo khá đẹp. Đó, heo còn khá đẹp. Này còn xanh lè luôn, này mất cái chụp này rồi. Đang xài bình thường, anh em về xài thôi. Ốc tán này đủ, còn nhà khe nè. Nó hơi mẻ cảnh xíu. Rồi như hình. Này là mấy tháng mấy đây? Đây ngày tháng này tháng 3 năm 2024. Nó tháng 3 năm 2024. Rồi tai dây heo như hình, nó lỗi nhẹ cái ốc chân kiến thôi. Anh em về làm gì làm. Rồi bát bọng ken luôn, bát bọng như mới luôn anh em ơi. Bát bọng nè, xanh lè lê lát như mới luôn. Rồi tai dây heo như hình, nó lỗi như hình thôi, bán anh em cái bộ này. Rồi có trầy nè. 600 bao ship thôi. Nó 600 bao ship thôi. Rồi đồng hồ. Đồng hồ phun 1-2-4, kim bỏ ra kim bao đỏ luôn, mặt kiến bao đẹp luôn. Nó như hình. Mặt kiến bao đẹp luôn, kim bao đỏ lối luôn. Đó, kim còn đỏ lối luôn ơi. Kim bao VIP nè, đỏ lối luôn. Kim còn đỏ lối luôn nè. Đó kim nè, còn đỏ ao luôn, cực kỳ đẹp luôn, không lỗi làm gì luôn anh em ơi. Đây có quấn dây nè, người ta quấn kỹ quấn dây lại nè, này cấn vô cái gì kia đông, người ta quấn lại không ảnh hưởng gì. Rồi này EQ, bắt bọn EQ. Rồi đồng hồ như hình, quá ken. 400 bao ship. Nó đồng hồ này 400 bao ship em ơi, 400 bao ship nha. Quá ken. Kim đổ lối luôn. Rồi đồng hồ số 2. Này bội bội gì anh như bắt lại. Rồi như hình. Kim còn khá. Rồi hoạt động bình thường. Rồi bắt bọn QC luôn, không gãi bát luôn. QC không gãi bát. Nó lỗi nhẹ có bị răng chỗ này nứt chỗ này nè, nó không ảnh hưởng gì. Dây cọ QC. Rồi như hình bán em cái này thôi. Chỉ gắn về lấy đồng hồ phụ kiện cho rồi bao xài bình thường. Rồi 200 bao ship thôi, 200 bao ship cho anh em luôn. Đó như hình, mặt trong bao đẹp luôn. Tại vì tháo ở trong ngoài thì nãy chờ chà chà nó hơi dơ. Bên trong bao đẹp luôn. Ở bên trong đây. Ở bên trong. Rồi 200 bao ship bán rẻ anh là vậy luôn. Rồi cái bánh Alpha. Alpha tăng vua bao đẹp. Để nãy để quay qua để mưa nước hơi vô hơi nó hơi bị sét, anh em về thắng cỡ chừng 2-3 cái là xong liền. Đó, như hình. Góc này là cái bánh ZX. Bánh ZX. Đó, như đậm ZX. Rồi không lóc lưng. Tăng vua là bao đẹp luôn nè. Nên nước vô hơi vô nó bị đốm bớm thôi. Anh em về thắng cỡ chừng 20 phút lại hết liền à. Rồi cầm niệm mới thay, niệm Goshi. Rồi cầm niệm mới thay. Đó, cầm niệm mới thay Goshi.
nó Goshi cầm điện máy thay HA. Rồi cầm thì nó có bị rơ, anh em bị rỗng anh em về rút lại, nó kiểu như là rút không có cứng em ơi, còn bị hơi rơ nha em ơi, hơi rơ nha, hơi rơ về rút lại không gãy. Rồi nha, hình HAI nè, niền mới nè, niền mới là ba mã nè, HAI nè, niền mới nè, nó đầy đủ nha anh luôn. Rồi niền mới luôn, bán tặng bán rẻ luôn, đầm thì còn má đầm còn khá đẹp luôn nè, đầm khá đẹp luôn. Rồi ok, bán cho em cái bánh này luôn, giờ nó sẽ bỏ chạy hoặc đi rút cầm lại xài, cầm nó bị dùng thôi, nó không có gì. Rồi 350 bao ship cho em ơi, 350 bao ship nha em ơi, còn bán cái niền thôi, niền 1.4 này mua 400 mấy rồi, 300 mấy, 400 ngàn, 400 mấy, 400 mấy rồi. Rồi bán ăn cái combo luôn, bao nhiêu là bán đùm tặng cầm niền luôn, 350 bao ship. Rồi bán cặp bánh luôn, cặp bánh này là bánh của riêng béo 99, nó như hình, riêng báo 99, má đùm giống như quay thái 110. Rồi má đùm giống như quay thái 110 này, y khôn, chỉ khác màu thôi, không có khác gì, chỉ khác màu thôi. Rồi bao viên, nó bao viên, má đùm có qua thái liêm lục 99 giống như qua thái 110 nha em ơi, y khuôn nha em ơi, qua thái 110 nha. Rồi đùm viên nè, nó đùm viên Thái Lan nè. Rồi tăng bua thì còn lắng nghe luôn, đẹp long lanh luôn, có lúng nhẹ xíu thôi, nó có lúng nhẹ nha em ơi, nhưng còn tăng bua còn đẹp nha anh em, lúng nhẹ xíu thôi. Rồi không lóc lưng, câm niền mới thay luôn. Rồi này giống như qua thái 2000 em ơi, giống qua thái 2000, không sợ chỉ em ơi, đồng giống như quay thái 2000 không sợ không chỉ nha. Rồi niền là niền Goshi, niền mới thay luôn, câm niền mới thay luôn nè. Rồi câm niền mới thay luôn, nó niền Goshi mới cáo luôn, nó niền Goshi nó mới cáo luôn mày, mới thay nha mày, mới thay nha, cực kỳ mới luôn. Nó như hình bánh bọng là coi giống như quay thái 110 đời 2000 nè, câm niền zin luôn anh em, giờ lấy câm niền không cũng đủ tiền rồi, bộ niền giờ cặp niền giờ 1.2, 1.4 giờ anh em mua thì nào phải là 800 ngàn, niền zin theo xe lộn niền hãng, rồi cặp câm bộ câm chưa tính nữa. Rồi bánh trước đều lục 99 luôn. Rồi nè câm niền Goshi luôn nè, má đùm trước nó còn khá ok luôn, bố zin hãng luôn. Rồi má đùm đây đẹp long lanh, nó đúng loại thái, tăng vua là bao đẹp luôn, câm niền mới thay luôn anh em ơi, niền Goshi luôn, nguyên cặp luôn, người ta mới thay cái triệu á. Nó như hình nè, Goshi nè, nó 1.2. Rồi nước sơn còn khá nè. Rồi không có vỏ nha, vỏ mòn, bỏ vỏ lại. Rồi bán anh em cái bạc bánh này luôn, 1.2 triệu bao ship. Nó giá này chỉ là bằng giá câm niền thôi. Câm niền anh em giờ anh em mua rút câm hết cũng cái triệu triệu mấy rồi. Rồi 1.2 triệu bao ship nha anh em ơi. Rồi cái dân đi lùng thái, nó tai zin GF6 nè, tai zin. Rồi này dân này có làm rồi, nhưng ta có kêu anh em về làm lại bán sát. Rồi này bán rẻ luôn, 250 bao ship thôi. Cái dân hai đầu cốt đẹp, nó không bị rổ không nhâm, 250 bao ship. Rồi lấy sát anh em về làm. Rồi cái dân quay A đời 2 12 9 2 9, nó quay A đời 2 9, zin hết luôn nha, zin hết nha anh em, hai đầu cốt bao đẹp nha, hai đầu cốt bao đẹp, không nhâm không rổ không gây lỡ, hai có bao đẹp. Rồi không kêu, gần dùng liền luôn, cứng khự luôn, không tiếng động nào luôn. Rồi dân này bán là 400 bao ship, zin chưa làm gì, bao im bao xài luôn, 400 bao ship cho anh ơi. Rồi ba cục đề tàu anh ơi, ba đề tàu anh ơi, hai đề lối dài, một đề lối ngắn nha anh em ơi, nó như hình nè, ba đề tàu. Rồi ba cục 300 bao ship, bán rẻ xài chơi luôn, ba cục 300 bao ship. Rồi được một cục, được cái này là cái cộng dây có alpha nè, còn cộng dây full 1 nè, cộng dây 110 nè, giống như thái 110 nè, cộng dây được có điểm thái nè. Rồi ba cục này 300 bao ship thôi, bao đề ngon. Rồi cục bobin số 1, cục bobin điểm thái đời thấp nè, đời thấp là chữ này thôi, đời thấp là chữ này nè. Rồi còn đời cao á, đời cao từ 97 trở lên là nó cử chữ AB, đời thấp là không có chữ AB. Đời thấp nè, đời 94 đến 96 nè, là còn như này thôi. Còn này là 94 nè, dây thì có chuột cạp miếng nè, anh em về nói lại xài bình thường. Rồi bao sóng bao mạnh luôn, dây cọ cùng mềm xèo. Rồi như hình bán rẻ này, bán rẻ luôn, 250 bao ship, cho nên cục mobin rim thai đi lùng thái đời 94, gắn được cái rim thái được hết luôn, gắn tất cả các loại xe luôn. Rồi còn mobin số 2, đời nè, đời cao nè, đời 97-98 nè, 98 nè, dây cọ nè có bị đứt như hình nè, dây này quấn lại chuột cạp nội như hình, nhưng không sao, bình thường gì. Rồi dây cọ mềm xeo
chụp ri này như thay này, này là biết dinh luôn đó, như bán đại đi. Rồi cục này là 300 bao ship. Đó như hình 300 bao ship. Rồi cục mobile ZX KRS. Đó KRS như hình. Dây cổ bao mềm luôn. Chụp ri này dinh luôn nè, dinh luôn. Này quấn bằng keo là cho chống nước nè. Rồi như hình cục mobile này. Nó ZX. Rồi 200 bao ship. Rồi cục mobile số 4, cục pin có phụ mộc là 24. Rồi không nứt bể, không nứt bể, dây cổ còn khá mềm. Chụp ri này còn khá đẹp luôn. Nó khá đẹp luôn, bao rồi nước luôn. Rồi 300 bao ship cái cục mobile. 300 bao ship số 4. Rồi cặp phuộc số 1. Phuộc này có rim béo 99. Đó hình AB. AB bao nhúng ngon, gắn được tất cả các động quay rim thắng đậm luôn, Trung Quốc gắn được hết luôn. Rồi ti bao can. Trên đây thì có xét tại vì phuộc ti zin. Nó ti zin nè, có chụp nè, giống như quay Thái 110 nè, đời 99 2000 nè, là 2000 nè. Nó có chụp này luôn. Có chụp này luôn anh em ơi. Giống như là quay Thái 110. Đó ti giống y chang nha. Ti giống y chang, có một nắp luôn nè. Rồi hình là ti bao đẹp. Đó ti bao đẹp. Trên đây thì hơi xét xíu, phụ nhúng không tới nên không sao, phụ nhúng tới đây thôi. Trên đây không ảnh hưởng gì. Rồi bao thẳng luôn, bao xài luôn. Còn như hình còn khá luôn nè, không xì luôn, gắn này chạy thôi. Bao ngon. Rồi nhúng cắt giá rẻ như là ngang như quay phục tàu. Rồi AB, nó mã AB. Rồi 400 bao ship, bao nhúng ngon, bao xịn luôn, bao nhúng ngon, 400 bao ship. Rồi cặp phuộc số 2, phuộc rim lùng Thái, đời 94. Rồi ti bao đẹp, nó ti bao đẹp, có xì, có sao vậy, có xì. Anh em nào mua thì mình phục hồi lại giùm anh em luôn, thay nhớ thay phát sẵn cho anh em luôn. Ti bao đẹp, nó ti bao đẹp, có xì. Nó AB, sơn zin. Sơn zin còn khá can, nó sơn zin. Bao sơn zin nha mọi, bao sơn zin nha anh em, sơn zin còn khá can. Rồi như hình. Ti bao đẹp nha mọi, ti đẹp nha anh em, có xì nha anh em ơi. Về anh em nào mua thì mình thay nhớ thay phát sẵn nha luôn nha anh em ơi. Sơn zin luôn nha, đời 94 đây. Mã 94 đây. Rồi cặp phục này 300 đỡ bao ship. Đó như hình, 300 đỡ bao ship dán cho đêm Thái hết bài luôn. Rồi 400 bao ship thì mình làm sẵn, 300 đỡ bao ship thì anh em về tự xử. Rồi cặp lóc. Cặp lóc có quay A là 29, hổm quên quay như hình. Lóc bao không lỗi lầm. Ốc các chân đồ đẹp long lanh, cực kỳ đẹp. Nó mới đẳng đầu luôn. Bao đẹp luôn anh em ơi, này là bao đẹp nha anh em, không lỗi lầm, không lỗi nhỏ, không ốc không còn không động, không lỗi nhỏ luôn. Đó như hình, bao VIP luôn. Bộ lóc máy như hình, về anh em về gắn sẽ cỏ đôn độ. Là mình làm. Rồi 400 đỡ bao ship. Cặp lóc như hình. Bao đẹp, bao VIP luôn. 400 đỡ bao ship nha. Rồi cái lồng số 1, lồng này lồng quay A. Rồi lồng Atenda. Atenda trái zin. Nó trái zin. Lồng nè. Lồng mặt giỏng còn khá luôn. Nó mặt giỏng nè, mặt giỏng còn khá luôn anh em ơi. Mặt giỏng còn khá vậy nè. Mặt giỏng còn khá nha. Rồi hình, mặt giỏng còn khá quá trời luôn nè. Nó mặt giỏng còn khá luôn. Rồi trái Atenda, bao Atenda. Nó KFV. Atenda em ơi. Rồi mặt trên nè, mặt trên còn khá. Nó còn khá luôn. Nó mặt trên còn khá nha em ơi, mặt trên còn khá nha anh em, có hơi dấu nhẹ thôi nhưng còn khá, bao ngon, bao khối luôn. Đó, sọc ngang có vẫn còn luôn. Rồi sọc dưới nè. Sọc dưới là bao đẹp luôn. Đó, sọc dưới là bao đẹp luôn. Còn sọc quá sọc luôn. Rồi ở Tân Đa, bán rẻ xài chơi luôn, bán rẻ bán sát luôn nè. Còn ngon, bao y mô khối luôn xài luôn. Rồi em bán giá sát em luôn. Rồi 500 bao ship thôi, bán rẻ xài chơi luôn nha, bán giá sát luôn, 500 bao ship. Đó như hình. 700.000, 750, 700 bao ship thôi bán em chỉ là 500 bao ship thôi. Đó, bán giá sát luôn. Anh em gì làm thì làm. Bao với Tân Đa. Xe em im mà không khối. Này em bán giá sát, này bán giá sổ. Rồi lồng số 2. Thì lồng có quay A quay 100 luôn. Ủa. Lồng số 2, này lồng cốt máy đang biết nè, đi coi lại coi. Rồi lồng cốt 1, nồi như hình, bê tông mới làm. Còn như mới luôn, bê tông mới làm. Đó, bê tông mới làm. Lồng còn nè này bị nước bị nãy xăng vô nó hơi ố xíu. Nồi sọc nè. Còn có quá sọc luôn, bao xài bình thường, gắn này chạy thôi. Có nước vô đốm 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 em ơi. Đốm đốm thôi, không ảnh hưởng gì. Nước này hồi hổng nữa nước vô, xăng vô chứ. Nước xăng vô nó bị ố. Sọc bao sọc luôn. Bao bằng giống nguyên si luôn. Rồi bán rẻ xài chơi luôn, 300 bao ship thôi. Bán giá rẻ luôn, 300 bao ship. Bán giá gì giá sát rồi nè em ơi.
lòng giờ sát giờ hết 2,5 rồi, mà 2,5 tiếng tiền ship nữa. Nó giá này gọi là giá sát rồi, còn gì nữa đâu, 300 ngàn bao ship tính ra còn có 200 mấy thôi. Rồi cái bộ nồi số 1, rồi bộ nồi nè, bao VIP luôn, bộ nồi này cực kỳ đẹp. Rồi mặt giống đây, như mới luôn. Mặt giống như mới luôn anh em ơi. Đó, mặt giống như mới luôn nè, nó như mới luôn, nó sọc nè. Sọc quá trời sọc luôn, như mới luôn nè, mặt giọng mặt sọc nè. Nó sọc nè, như mới luôn. Nó sọc như mới luôn anh em ơi. Như mới luôn nha anh em, nó sọc như mới luôn nè. Bao giữ bao VIP luôn, sọc nè, quá sọc luôn, như mới luôn mà. Sọc này đây đây, sọc tới trong luôn, chưa thấy dấu mòn luôn mà. Nó sọc nè, anh em nhìn vậy biết rồi, chơi xe vậy biết là biết nó hú hay không rồi. Cực kỳ VIP. Đó, cực kỳ VIP. Rồi bố nè. Bố như mới luôn. Đây bố đây. Bố này như mới luôn anh em ơi. Nó bố này anh em, bố như mới luôn nha anh em. Ba bố gì nha, sâu quái luôn nè, về côi luôn. Đó, đời này đời 2,7. 2,7. 2,7, bố như mới luôn, xe cọp nè. Bố như mới luôn. Rồi, như bố Vin chưa làm gì, chuông nè. Gọn rất là nhẹ. Đó, chuông nè, gọn rất là nhẹ. Gọn rất nhẹ em ơi. Thì nồi nào cũng gọn nha, từ khi 2,2, 2 từ 2,3 mới không gọn thôi chứ nồi nào cũng gọn. Không có nồi nào mà nguyên si được, chạy có luôn có gọn rồi. Nó gọn rất nhẹ nhưng được cái là nhìn nè, hộ nè, nhông hú nè, cái nhông hú nè, cực kỳ VIP. Đó, cực kỳ VIP. Sọc như mới luôn. Rồi cái giòn chuồng heo sao? Cực kỳ đẹp. Này này hôm 23 tháng 7 năm 2021 ha. Này lâu quá không nhớ luôn này. Rồi nha hình. Nói chung là bò nồi quay A đi. Nồi quay A. Rồi cái làm dấu sẵn hết thôi, dấu bọng làm dấu sẵn hết, giữ ấp thì chạy thôi. Rồi nhìn nè, anh em nhìn cái đây, cực này mới VIP nè, chuồng heo nè. Đó, mới cái dấu đụng vô thôi. Bao nào không gọn, anh em nhận hàng kiểm tra, nếu như gọn, gọn đúng không nhận. Đó, bao VIP luôn, cực kỳ đẹp. Rồi bộ nồi như hình. Bao hú bao xài, bao bốc. Rồi 1 triệu 4 bao ship nha mày, 1 triệu 4 bao ship nha anh em. Bao hú bao xài bao bốc. Nhông hú cực kỳ VIP. Rồi bộ nồi số 2, bộ nồi rim lùng. Bán sát luôn. Đó như hình. Bố bọng thì mới dán. Bố cước cực kỳ cước luôn, cước qua được cước luôn. Rồi bố cước không. Xong mà cầm vậy. Rồi cước không à. Cước không. Bóc mạnh luôn. Nồi thì có lúng, có hơi lúng nhẹ, hơi lúng nhẹ xíu. Rồi mình bố được cái bố cước, bóc mạnh bóc. Gắn việc hay cỏ chạy luôn anh em ơi. Rồi. Nồi sao như hình. Nồi như hình, bố bọng làm hết rồi. Nồi thì chuông ở đây thì có phần còn hơi phẳng nè, gọn nhẹ thôi. Rồi được cái là nồi AB hết zin hết. Gắn bố cước. Còn nồi này có hú có sao vậy, có hú vừa thôi, không có mạnh. Rồi đầy đồ ốc tán đều nha. Rồi tặng đôi bò còn ổn luôn. Tặng đôi bò còn ổn cho anh em luôn. Rồi như hình bán rẻ xài chơi luôn. 200 bao ship thôi, dán xe cỏ chạy, 200 bao ship thôi. Giá này là còn gì nữa anh em ơi, bộ cần muỗng gì hết 150 rồi. 150 rồi, cho 100 ngàn đi. Tính ra còn bộ nồi cũng có 100 ngàn à, mà 200 bao ship thì ship hết 35 ngàn rồi. Tính ra bộ nồi có 100 mấy thôi, gắn xe cỏ chạy là vivo luôn. Rồi cái đầu rim thái, nó ET3. ET3, rồi 3005. Như hình ốc tán đầy đủ. Rồi nắp bọng nguyên si, khá đẹp. Rồi nắp bọng zin hết luôn anh em ơi. Nó là nguyên si nha, khá đẹp nha anh em ơi. Rồi bán sát bán rẻ luôn. Rồi đầu nè, mặt cái nước nhôm còn khá sáng đẹp. Rồi cái đầu rim thái 550 bao ship. Nói như hình 550 bao ship nha anh em ơi. Rồi vỏ đầu số 2 quay A đời 29. Vỏ đầu này mới đã ăn đầu. Bao ai nữa đã ăn đầu. Anh em nào phát hiện nào xuất bắp rồi hay là gì, tặng anh em xài luôn. Đây nè, nguyên si nè, sơn bọng nguyên si nè, còn chấm sơn luôn. Nó chấm sơn hai bên luôn nè. Nó bao anh em là mới đã ăn đầu. Anh em nào phát hiện mà thấy kiểu là xấy bắp rồi ha, làm rồi tặng xài luôn. Còn miệng mỏng còn dày cui nè, miệng mỏng còn dày nè, còn khá dày nè. Rồi hình mới đã ăn đầu. Nắp này nè còn khá ken luôn nè. Rồi HVN 30 đời 29 bữa cọp hỏng nè. Rồi anh em nào tại vì không bóng biến bộ, anh em mà xé lẻ này xé lẻ luôn. Anh em hỏi nhiều quá không xé lẻ, xé lẻ sẽ uổng, tháo ra uổng, hồi giờ xé lẻ luôn. Rồi nắp bờ siêu VIP luôn, cực kỳ đẹp, gắn này chạy thôi. Nắp này đầu này quá dữ. Đó,
bao đẹp, bao giữ, bao im luôn, siêu im luôn. Rồi bán anh em nhanh lẹ luôn, 60 đô ship. Cái đầu này cực kỳ vip, nó đầu này không đẹp không lấy tiền, không giữ không lấy tiền. Đầu số 2, 60 đô ship. Rồi cam có nói luôn nè, đầu 29 luôn. Chấm sơn còn luôn nè. Chấm sơn còn luôn. Đó, cam cò cặp cầu là cực kỳ vip. Cực kỳ vip. Bao đẹp luôn, nhức nách luôn. Cực kỳ vip. Đó nhìn, quá đẹp luôn nè. Quá đẹp luôn, không bị để chê nữa. Cam cò này như mới luôn. Bao xài bao im luôn. Rồi cặp cò. Cặp cò đây không được không không một dấu khuyết luôn, đường gọn, quá đẹp luôn. Long lanh cực kỳ vip. Đó nhìn hình. Quá đẹp. Quá đẹp, không gì để chê. Này là dấu vân tay. Nó quá đẹp luôn. Rồi cực kỳ vip. Nó không gọn luôn. Nó cực kỳ vip anh ơi, quá này là quá dữ. Nó quá dữ, không gì để chê nữa. Nó len keng khmer luôn. Đây còn cây còn cây còn xả đây, còn cò hút đây. Nó như hình nè. Cò này anh em mua gì giờ? Anh em vô quay Thái, anh pha đồ super đồ hay là quay đi được hết luôn, đi Thái được hết luôn. Rồi bộ cam cò này như hình cực kỳ keng, 600 bao ship nha anh ơi, 600 bao ship nha anh em. Rồi cái đầu số 3. Đầu số 3, đầu này có rim lùng 99. Rồi tặng luôn cái này luôn nè. Rồi ET-1 nè. Này chưa gì xin luôn nè. Này là đầu nó có làm rồi. ET-1. Rồi rim lùng 99, đây nè, có một có sao đầy đủ. Rồi đời mà đời 2000. Rồi hình bông đầy đủ, ba bông đầy đủ, giống như qua Thái 10 luôn. Nói là hình 2000, đợi 2000, có bông đầy đủ. Rồi này anh em về chỉ vệ sinh xài thôi. Ốc tán đầy đủ, nắp này như hình nè. Đó như hình, rồi bán sẽ anh em về bộ này cái đầu luôn. Rồi đầu này bán anh em là nhanh lẹ thôi. 700 đô ship, cái đầu rim lùng Thái, giống như qua Thái 10 đợi 2000. Đó, nắp bông, ba nắp bông. Ba nắp bông. Rồi 700 đô ship cái đầu rim béo luôn. Rồi cái đầu số 4. Đầu này có anh này là có phu 1. Ủa này là có quay A. Quay A HVN-24. Rồi nước nhôm zin, chưa có vệ sinh, chỉ nhúng dầu thôi. Rồi anh em vệ sinh xài, bán sát luôn. Hai nắp đẹp, không lỗi lầm. Rồi hai đẹp, quá đẹp luôn. Rồi bán cái đầu vỏ đầu này như hình. Rồi 500 đổ ship anh ơi, 500 đổ ship nha anh em ơi. Đầu này nó 500 đổ ship nha. Đầu này đầu zin luôn nè. Đầu zin luôn, mới tháo đầu luôn. Đó, đầu zin mới tháo đầu luôn. 500 đổ ship thôi, hơi dơ, anh em về vệ sinh. Rồi cam cò. Cam cò này số 2 đi. Đó, bao vip luôn. Chấm sơn còn luôn. Có số 2. Đó, hình còn khá đẹp luôn. Rồi khá đẹp luôn nè. Nó hai đầu gối nè, hai đầu gối là còn khá đẹp, bao đẹp luôn. Hai đầu gối còn đẹp luôn. Hai đầu gối còn khá đẹp, nó bóng lưỡng luôn. Bóng lưỡng luôn ơi. Hai đầu gối khá đẹp nha anh em. Có vậy nha, không bị lúng luôn, không sụp vô luôn. Rồi cặp cò. Cò như hình, còn ok, còn sáng bóng khá đẹp. Đường giữa có lần giữa nè, lúc nào lần giữa thôi. Do dài nhiều nhưng được cái là không xước không lúng. Rồi còn khá đẹp. Rồi bộ cong cò như hình này rồi. Bao yên bao xài luôn. Rồi 400 đô bao ship. Đó như hình, đầy đủ áo, cái đầy đủ. 400 đô bao ship anh ơi. Đầy đủ áo kiến nha. Bao yên bao xài luôn, còn khá đẹp luôn. 450 bao ship. Rồi bộ đũa số 1, bộ đũa quay 100. Rồi gắn được cho Alpha. Alpha quay bụng super, gắn được tất cả lồng nhôm đợi 100. Rồi răng cỏ bao đẹp nè. À đẹp, đẹp nè, không bị lúng, không bị sụp, không bị gì luôn. Như hình. Đó, quá đẹp, quá keng luôn. Rồi bộ đũa như hình, cực kỳ đẹp. Gắn xe cọp chạy luôn. 200 bao ship nha anh em ơi, 200 bao ship bộ đũa số 1 nha anh em. Rồi bộ đũa số 2. Cũng bao đẹp như hình luôn. Nó này nè, chưa nói như hình nè, này chưa không đẹp bằng kia thôi, này rửa ra sẽ đẹp kìa nữa. Rồi 100 đũa bao ship nha anh ơi, 100 đũa ship bộ đũa số 2 nha anh em ơi. Rồi cái bình xăng con phu 1 rồi bao đẹp luôn. Nói hình bao anti phân dư luôn, trái ga nè, trái ga là siêu vip luôn. Này thay ông nội thay cái gì vậy? Này dục đi. Anh em mua thì lấy cái lò xo khác, lò xo này để dục đi. Rồi trái ga. Trái ga chuẩn vip. Rồi trái ga nè, cực kỳ vip luôn. Đó, cực vip luôn. Như hình, nó trái ga nè, bao vip bao giữ luôn. Đó, bao vip bao giữ luôn. Rồi bao quan tiếp phân dư luôn.
Rồi bà sao con như hình luôn, trái cà bao đẹp bao phím luôn, rồi bán giá sát luôn, đầy đủ con sang quay đầy đủ luôn anh em ơi. Đầy đủ cô e con sang đầy đủ nha anh em, bán giá sát nha anh em. Thôi hổng mới bán tới 800 rồi, nay bán anh em giá sát luôn. Nó hạ giá cực kỳ vip luôn. Rồi 6 đầu đó ship luôn. Nó 6 đầu đó ship lại mà không bao gì luôn, bán giá sát luôn. 6 đầu đó ship, trái cà là cực kỳ vip luôn. Này 2 lít 2 đời 204 hổng nè. Cực kỳ vip nè, cái cục máy mười mấy triệu á, 10 triệu á. Nó bán giá sát luôn, hổng 800 một không, nay bán hạ giá luôn, bên đây hạ giá. 6 đầu đó ship không bao gì. Nói với hình. Rồi bộ số qua là 29 luôn. Rồi cốt tải nè, khá dày luôn, còn khá dày. Còn 90 mấy %, còn khá dày. Rồi số bọng nè, cực kỳ vip. Sọc xiết nè, sọc nè, quá sọc luôn. Bao xài bao hú kinh cho anh em luôn. Bao từ A tới Z luôn. Hú hoàn tiền cho anh em xài luôn, hú tặng anh em luôn. Rồi số nè, số 1, số 2 đi. Rồi sọc xiết nè. Sọc xiết vẫn còn nhiều, quá ken luôn. Sọc xiết nè, không một dấu nhâm có rổ luôn. Đó, có này đẹp luôn. Rồi số 3, số 4 đây. Rồi sọc nè, sọc xéo, sọc ngang, rồi sọc dọc rồi quá trời luôn. Sọc nóng lạnh luôn. Rồi không nhâm không lỗ luôn, sọc còn quá trời sọc luôn anh em ơi. Cực kỳ vip nha. Rồi càng heo thì bao đẹp cho anh em. Càng heo khỏi chê, khỏi tả. Rồi bộ số như hình 500 bao ship. Rồi này hạ giá luôn, trên em xài luôn 4 triệu đổ bao ship thôi, hạ giá anh em luôn. Rồi cặp gù phu 1, cặp gù 110. Rồi nước sơn còn ưa nhau như hình. Rồi ba cháu móc cũng vẫn còn nè. Rồi như hình nè. Rồi 150 bao ship thôi, hai hạ giá luôn, 1200 nay còn hạ 150 luôn. 150 bao ship cho anh em. Rồi thùng xăng, thùng xăng rim lùng Thái. Rồi nắp zin như hình, hơi mờ. Rồi những cái được ở trong là bao đẹp. Đó như hình, nắp còn khá đẹp, bên trong bao đẹp. Vì gắn xe cỏ Trung Quốc chạy luôn, gắn được cho Super rim luôn, rim Thái luôn. Báo xăng Hilo. Dây xăng người như hình nè. Rồi đời 94 nè. Rồi nay bán giá rổ anh em luôn, 150 bao ship thôi. Nó 150 bao ship, còn khá nước sơn khá. Giá này rẻ rồi anh em ơi, 150 bao ship. Rồi thùng xăng phô 1, nước sơn là bao ken. Ở đây thì dính miếng nhựa dính vô cái yên em ơi. Anh em về tháo ra thôi, bình thường này cạy ra, nãy quên cạy. Này cạy bình thường, này vì miếng cao su có cái yên á. Cái yên của mình á. Rồi nước sơn nè, sơn zin, bao ken, báo xăng zin, nắp xăng zin, len ken luôn, xe ben luôn. Bên trong nè, không một lủng luôn, quá đẹp. Rồi đầy đủ nè. Lưỡi gà đầy đủ nè, lưỡi gà đầy đủ, này không nguyên si nè, không mòn luôn. Đó là không mòn luôn. Nó không mòn luôn. Này nguyên si luôn, dày cui luôn, cộm dày cộm luôn. Không mòn luôn. Nó thường nó mòn này nè, này không mòn luôn. Nó nguyên si luôn nè. Nguyên si luôn, dày cộm luôn. Rồi đầy đủ bát đầy đủ. Bát này nè, như hình nè, có trong đây nè. Rồi đầy đủ như hình, thùng xăng như hình luôn. Thùng xăng này cực kỳ đẹp. 550 bao ship luôn ơi, 550 bao ship nha anh em. Đó, thùng xăng với cái bát. Rồi mua lẻ giá khác nha, mua lẻ thì bát là bát đẹp nè, bát VIP nè, 350, thùng xăng 350. Rồi mua combo thì là 550. Rồi thùng xăng lẻ luôn nha anh em luôn nè. Rồi thùng xăng lẻ cực kỳ VIP luôn, bao đẹp bao dữ dằn luôn, nắp xăng này như mới luôn. Rồi bên trong nè, cực kỳ đẹp, nắp xăng nè, zin luôn. Rồi sơn zin ken cực kỳ đẹp, báo xăng zin luôn, hoạt động bình thường. Rồi nước sơn nè, này là bụi bẩm thôi, lông chó luôn không à. Đó, nhưng mà bao đẹp bao dữ. Này là bao dữ em ơi. Rồi 400 bao ship cái thùng xăng như hình, 400 bao ship, quá ken cái thùng xăng này luôn. Rồi bộ bát, bát này là dữ dằn luôn nè. Hai này nguyên xi không gì cọ dày cọm nè. Nó dày cọm nè, dày cọm luôn. Không ngon luôn. Rồi lưỡi gà luôn. Lưỡi gà cực kỳ đẹp luôn nè, không nứt không bể luôn, đầy đủ một sâu ốc luôn nè. Rồi như hình nè, bát bọng đẹp lan ken. Đó, bát lan ken gắn qua 110 Thái là hy bài. Rồi bộ bát như hình này luôn. 350 bao ship nha anh em ơi, 350 ship cho bộ bát nha anh em ơi. Rồi tay sách phụ 1. Rồi mặt sau đây. Mặt sau đẹp nóng lạnh luôn, zin luôn, nó zin nóng lạnh luôn, đời 24. Nó cực kỳ đẹp luôn, bên trong nè, không có bị đen, không bị mờ luôn. Nó VIP luôn, cực kỳ đẹp, long lanh. Rồi mặt tiền nè, hai bên nè. Bên này là VIP luôn, cực kỳ VIP. Nó không một dấu stoxy luôn. Nó như hình, còn bên đây thì nó hơi trầy nhẹ xíu. Bên đây thì hơi cạ em ơi. Rồi hơi cả xíu, hơi đen xíu thôi, như hình, nhưng bình thường khá đẹp. Rồi ở đây nè, quan trọng là mặt sau nè, mặt sau như mới luôn. Rồi 400 bao ship cái tay sách phụ 1, bao ship, 400 bao ship. Rồi tay sách số 2, tay sách đi lùng Thái. Này là dữ dằn nữa luôn, này cũng đẹp long ken luôn. Rồi hình nè, không bị đen, không bị xuất màu luôn, cực kỳ VIP luôn. Nó cực kỳ VIP luôn. Còn hai bên đây, hai bên là như ngọc trinh luôn. Đó, hai bên là như ngọc trinh luôn. Rồi hai bên là như ngọc trinh luôn.
Đó, rồi hai bên đây nè, trong đen đèn len keng luôn nè. Len keng luôn. Rồi tay sách rim lùng Thái. Đó, cực kỳ vip. 350 bao ship cho anh em luôn, thuộc cái tay sách như hình, cực kỳ vip. 350 ship. Rồi cần thắng rim lùng Thái, ga gió còn khá nè, anh em về chạy nữa đất sình dính nè. Cái gió còn khá nha, đất sình dính. Rồi cái này còn khá ok. Đó giờ nè, khá ok. Vì gắn cho rim lùng quay cũng được luôn. Đó. Rim lùng, rim cao vẫn được, rim Thái vẫn được luôn. Đầy có cốt đầy đủ nè. Rồi cái có cái bộ thắng luôn. Rồi cái đập thắng. Rồi cái chống nước rim Thái luôn, rim lùng Thái luôn, gắn được với rim cao luôn. Ở đây thì hàng thêm cục nè, anh cắt ra. Một hàng chưa biết nè, hàng chi bị lệch, hàng con bên cũng lệch nè. Bên đây chắc hàng chắc sức được quá. Đó, như hình nè, về cắt đem ra. Rồi không một lỗ, còn ngay thẳng luôn. Còn về cui luôn nè, lỗ không sệ, không lỗ không dịch luôn. Rồi cái cần thắng cái trong đứng như hình luôn. 250 bao ship. Rồi bộ ba nắp đi lùng Thái nè, ba nắp đi lùng Thái như hình. Rồi đòi 97. Rồi sợi lửa hai cục, lốc công. Rồi nước sơn zin, có tróc sơn như hình, lốc công. Rồi đuôi cá KV, đuôi cá như hình. Nồi gắn được cho quay Thái 100, anh em gắn được cho rim lửa hai cục hết Trung Quốc được hai cục luôn. Rồi cái báo số, báo số nè, báo số giống như Thái 100 nè. Này mua anh em mua khoảng 100 mấy 200 ngàn rồi. Báo số như hình. Có báo số đầy đủ. Nó báo số đầy đủ luôn, có cái này đầy đủ luôn, cái combo đầy đủ luôn cho anh em gắn chạy luôn. Rồi nắp nồi này như hình nè. THM nè. Rồi như hình, khá ok, khá đẹp. Rồi khá ok, khá đẹp. Rồi bộ nắp này luôn, tặng luôn cái báo số luôn. 350 bao ship cho anh em ơi. 350 bao ship nha anh em. Rồi anh em cần gì liên hệ nha anh em ơi. Rồi xin chào nha anh em ơi.